Anh Dũng có gặp cái khó khăn gì lúc mà Anh mình Dũng quay là em đó clip chị. này Anh Dũng là em. Dạ anh Dũng là em đó chị. Em còn một Cái khúc này chị chưa tên trước cập khi nhật được. chuyển giới của em là Trần Minh Dũng chị ạ. Em có thể kể cái sự tích này cho chị không? Sự tích là một lần đó lúc mà em vừa mới về Việt Nam, lúc mà em cũng chưa có lộ diện tại The Mask, chưa tham gia The Mask Singer luôn. Rồi có một lần show diễn là em nhận lời em diễn cho đoàn Lô Tô Tân Thời À. của chị Lộ Lộ á. Lộ Lộ rất là thương quý em với gia đình em nên là em nhận qua đó. Xong cái một ngày đó bên base của đoàn Lô Tô Tân Thời úp cái hình poster của em lên, thì có một bạn fan bạn vô bạn comment, em cũng không biết bạn là ai, bạn comment dưới hình của em là anh này tên Trần Minh Dũng hồi đó ở gần nhà tôi nè. Em Là cái hình em rõ luôn hay là có che lại hay cái gì, hình hay là cái em bóng chị là nguyên cái hình em thật hình sự? đẹp, rất đẹp, lung linh, mặc một cái áo đầm màu vàng, đứng trên poster sừng sững như một nữ hoàng. Anh này tên Trần Minh Dũng. Ủa là sao vậy? Ủa Chị tưởng đó là cái nick của Facebook em, không nick clone hay cái chị, gì đó. kể từ đó sau khi mà đọc được comment của bạn fan đó em mới chợt nhận ra được quá khứ của em là chuyển giới đó chị. Em bừng tỉnh là quá khứ của mình liền chị. Em mới lục lại coi à mình đã làm gì. À thì ra là, và sau đó là em chết luôn cái tên Trần Minh Dũng tới giờ. Và mấy bạn fan mà thân biết em là toàn là gọi là anh Dũng. Anh Dũng bữa nay keo quá trời, anh Dũng bữa nay mặc đầm đẹp quá.